Giờ mình sẽ xuất phát các bạn nhé, bắt đầu đi lên cây sung để mình vừa đặt bẫy và mình vừa bắn bằng cái nỏ lúc mình đã giới thiệu với các bạn rồi. Đây bẫy mình đã mang đi đây các bạn nhé, đây bẫy, đây bẫy mình đã mang đi đây rồi nhé, và đây là tên nỏ mình đã mang theo để mình vào mình bắn ăn cái cây sung các bạn nhé. Đã đến cây sung rồi các bạn nhé. À, hôm nay đến thăm cây sung này thì sóc nó ăn cũng rất là nhiều. Đây tôi cho các bạn xem này, đấy thấy chưa? Cái vết sóc nó ăn này. Đấy. Thì nữa các bạn sẽ theo dõi là mình sẽ leo lên trên cây này. Leo lên trên những cái cành cây này, những cái chạc này mình sẽ đánh bẫy ở trên kia. Thì quá trình con nào nó đến nó ăn vào bẫy mình thì là nó sập bẫy thì được. Mà con nào đây mình sẽ leo lên cành bên này, mình đặt mấy cái bẫy trên này, hoặc là mình sẽ leo sang những cái cành bên này, vết nó ăn bên kia các bạn nhé. Cho mời các bạn theo dõi, mình sẽ đặt bẫy trên kia. Đang chuẩn bị vào ăn quả sung, giờ nó đang kêu ở ngoài kia, chắc là khoảng độ 5 đến 10 phút nữa là nó vào, nó sẽ ăn quả sung chín ở đây. Đây cũng có một cây sung các bạn, này các bạn thấy chưa, đây, cây sung đây các bạn nhé, đây nó sẽ vào nó ăn mấy quả sung chín ở đây, đấy thấy chưa. Rất là ngon. Đấy. Đây, các bạn thấy chưa? Đây tên nỏ mình đây. Yeah. Các bạn nhé. Đây, con thứ hai vẫn còn sống nữa các bạn nhé. Đấy, đây. Phát vào đây, ui, xuyên qua bụng, đấy, tên, con sống này. Thành quả của mình hôm nay ở đây các bạn nhé, đấy, quay cho các bạn xem này.
chờ đợi ít phút lại tiếp tục để chiến đấu con thứ hai để đợi nó sang lại các bạn nhé. Nào về thôi, về để chế biến để chiến đấu thôi. Đây thành quả hôm nay đây các bạn. Anh em mình cùng lên mâm nhé. Xin mời các bạn về thôi. Hello anh em, thì hai anh em chúng tôi là đi săn về được 3 con sóc các bạn ạ. Đây, thì đã làm lông rồi. Quá trình làm lông thì tôi cũng không quay lại cho các bạn xem nữa. Thì bắn nỏ được 3 con. Thì anh em mình đang tính là chế biến hấp vào cái nồi. À xin lỗi các bạn, người Mường chúng tôi gọi đây là cái biếng. Đấy, làm từ cái cây gạo đấy. Cây gạo. Đục khoét này. Cây gạo này, đục khoét ra đây thành cái biếng giống như gọi là cái chõ đồ ấy, cho vào đây xong đổ nước vào đây ông đặt lên đây này các bạn này. Đấy. Ok, anh bắt đầu tẩm ướp. Đây bác Khanh sẽ tẩm ướp cho các bạn xem nhá. Bóp một tí ở dưới này đã, gia vị cho nó thơm đã. Đấy. Ở trong này nó sẽ đục một cái lỗ to. Dưới là bia. Đây, gia vị nó hấp lên, xả bốc hơi lên, giỏ ở dưới là bắt đầu cái nước ở phần dưới là bắt đầu mình chan húp. Chồng can vợ húp là gật đầu khen ngon. Tuyệt vời nha các bạn nha. Rồi ok, khâu anh em mình sơ chế là ok rồi, bây giờ sẽ cho lên đấy. Củi để đun các bạn. Rồi. Nha. Đấy. Ok. Rồi, ta đưa đi đun nào. Đây nha các bạn nhé, mình sẽ quay cận cảnh cái nồi. Tôi không nấu bằng kiềng mà lại đóng ba cái cọc ở đây để đun. Cái này gọi chúng tôi người Mường thì gọi bằng cái cuốc các bạn nhé. Đây này, đó bên trên là nó là cái cuốc. Ở đây đang om ba con sóc trong này, các bạn thấy không? Đang bốc hơi này, chắc nó cũng sắp chín rồi. Tí nữa các bạn sẽ chờ. Yeah, good. Sure.
đấy. Rồi. Sọc cùng dâu ra đất. Chào đấy. À, xin mời các bạn nhé. Hay thì ủng hộ anh em mình bằng cách thiết thực nhất là đăng ký video để nhận thêm video mới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Anh em mình bây giờ thưởng thức món sóc đồ rồi.